Má chuyên nghiệp quá vậy. Chuyên nghiệp. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hello Shop. Video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về chiếc tay cầm DualSense, một cái món phụ kiện cực kỳ hot của PS5. Mình đã có thời gian trải nghiệm chiếc tay cầm này rồi và những cái chia sẻ sau đây sẽ là chia sẻ cá nhân của mình về những cái điểm mới ở trên DualSense. Ok, cùng bắt đầu video thôi nhé. Ok, DualSense như các bạn đã thấy ở đây thì nó đã có một cái mẫu thiết kế rất là khác rất nhiều so với các mẫu tay cầm thế hệ trước của PlayStation. Dễ thấy nhất đó chính là cái tông màu trắng và đen. Thì tông màu này PlayStation đã làm cho nó tông sạc tông với lại chiếc PS5 của chúng ta. Cùng với đó là cái thiết kế thay đổi nguyên khối, cho nên là chúng ta sẽ có một cái cảm giác cầm nắm rất là chắc tay, rất là nặng tay, cũng như là đầm hơn rất là nhiều so với mẫu tay cầm trước đó. Nói về bố cục nút của cái DualSense này thì thật sự là PlayStation vẫn giữ nguyên cái layout nút đó, khoảng cách từ tay cầm cho đến những cái nút D-pad, X, R, vuông, tam giác thì nó vẫn rất là dễ chịu, chứ mình cũng không cần phải với quá nhiều. PlayStation đã cải thiện cái nút Home ở trên DualShock 4 thành nút Home có logo của PlayStation như thế này, cho nên nhìn nó rất là đẹp, rất là sang. Và ở dưới nút Home thì chúng ta sẽ có một cái nút bật tắt mic khá là tiện lợi cho những bạn nào mà chơi game đồng đội và muốn trò chuyện với đồng đội, thì các bạn không cần phải đeo headset chi cho rườm rà nữa. Các bạn chỉ cần bật nút này lên là các bạn có thể nói chuyện được với đồng đội của mình rồi. Đèn LED light bar ở đây thì PlayStation cũng đã thay đổi một chút. Thì ở hồi trước DualShock nó sẽ nằm ở dưới này, còn bây giờ thì DualSense nó sẽ nằm xung quanh cái touchpad này đây. Và cái đèn này nó không chỉ hiển thị màu xanh thôi mà nó còn có thể hiển thị màu vàng, màu cam, màu xanh lá để có thể biểu thị được cái trạng thái của nhân vật trong game nữa. Nói về thiết kế của DualSense như vậy đã đủ rồi, và mình nghĩ là đến lúc mình phải đề cập đến những cái tính năng mới ở trên chiếc tay cầm này. Điểm thứ nhất mà mình muốn nói đến đó chính là tính năng Haptic Feedback, và PlayStation lần này họ đã build rất tốt cái tính năng này ở trên chiếc tay cầm DualSense. Nếu như hồi trước mình có trải nghiệm những cái tựa game ở trên DualShock 4 thì mình nhận thấy là những cái đợt rung ở trên chiếc tay cầm này nó xảy ra rất là gấp gáp. Nó không cho chúng ta một cái trải nghiệm chơi game sướng hay là thật. Thì Haptic Feedback ở trên DualSense sẽ giải quyết vấn đề này. Nó sẽ cho ra những cái đợt rung kéo dài hơn và độ rung của nó cũng có nhiều level khác nhau. Ngoài cái tính năng Haptic Feedback thì còn một cái tính năng nữa, đó chính là Adaptive Trigger. Mình biết là có rất là nhiều người mong đợi cái tính năng này ở trên DualSense, và trong đó có cả mình nữa. Thì Adaptive Trigger nó sẽ cho phép hai cái cò L2, R2 của chúng ta có độ nảy hơn. Khác với lúc trước khi mà mình chơi game ở trên DualShock 4 thì nó chỉ đơn thuần là bấm cò để thực hiện nhiệm vụ thôi. Nhưng mà lần này khi mà chơi game ở trên DualSense thì cái lực bấm cò nó cũng sẽ có thay đổi tùy theo từng nhiệm vụ ở trong game. Như mình đã nói ở trên thì chiếc tay cầm này nó có một cái lỗ mic ở dưới này, và cái lỗ mic này nó không chỉ dừng lại ở cái việc chúng ta tương tác với đồng đội ở trong game hay là chúng ta ghi âm mỗi khi mà chúng ta record cái gameplay ở trên màn hình, mà cái lỗ mic này nó hoàn toàn có thể giúp bạn tương tác ở trong game nữa. Như mình có test cái tựa game Astro Playroom thì khi mình đi đến cái khu vực rất là nhiều chong chóng, mình có thể thổi vào cái lỗ mic này để cho cái chong chóng ở trong game nó xoay được. Và mình hy vọng là trong tương lai thì các nhà phát triển game họ sẽ chú ý cái phần lỗ mic này cũng như là cái phần light bar và cái phần touchpad ở trên DualSense này nhiều hơn, để chúng ta có thể tương tác với game như là chúng ta đang sống ở trong cái tựa game đó vậy, chứ không đơn thuần là chúng ta ngồi trước màn hình và chúng ta cầm tay cầm để chơi game mà thôi. Đó là những điểm thay đổi thú vị ở trên chiếc tay cầm DualSense này mà mình đã có thời gian trải nghiệm và cảm nhận. Hiện tại thì DualSense cũng có thể kết nối được với PC cũng như là mobile, và bọn mình sẽ có một video hướng dẫn về vấn đề
này. Và nên là các bạn hãy nhấn nút đăng ký để luôn nhận được những video mới từ bọn mình nhé. Bọn mình cũng có một kênh YouTube có tên là Say Game, thì ở kênh này bọn mình sẽ chuyên review cũng như là phân tích các tựa game khác nhau. Link của kênh thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye!